Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Hôm nay kênh Yêu Cây đang đến với lại vườn của chú Phùng Nục ở Sơn Tây. Những cái ngày trước đến thì em đã được nhìn ngắm cái cây xanh rất là cổ của chú rồi, nhưng mà hôm nay đến là có cái điều mới. Đó là chú đã đưa cái cổng và cái tiểu cảnh mà tự tay chú làm. Em thấy đẹp quá nên là để quay lại để giao lưu với chú. Cháu chào chú ạ. Vâng, còn kênh Yêu Cây, vâng, cả chú các ơi. Bạn Yêu Cây. Dạ. Chú ơi, thì hôm nay cháu đến cháu thấy trước thì cháu đã rất thích cái cây xanh của chú rồi. Vâng. Bởi vì riêng cái độ già cổ và độ xanh thì nó một là già cổ, hai là cái độ bay của nó, cho cái cành bay cháu cũng rất thích. À. À, nhưng mà đợt này lên thì có điều mới lạ, đó là chú đã làm bộ tiểu cảnh, đặc biệt là cái cổng. Vâng. Đấy, và chú ơi, cái cổng này là chú tự làm đúng không? Vâng, mình tự làm, lúc nào rỗi thì mình lại cũng bắt chiếc anh em nghịch cho nó hết ngày. Không, chú Nục là nghệ nhân rồi, bởi vì là chú chuyên làm tiểu cảnh sân vườn, hòn non bộ. Đấy, mọi người đã biết đến chú và chú cũng có những cái video rất là độc đáo chia sẻ ở trên với cộng đồng Yêu Cây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngắm, đây chúng ta ngắm tổng thể trước đã quý vị nhé. Ngắm tổng thể trước xong chúng ta sẽ đi đến những cái chi tiết và hỏi chú cái phương pháp rồi cái cách làm. Đây, chúng ta ra mặt này xem nào. Theo chú mặt nào, mặt trước ạ? À? Mặt bên này này. À đây, vâng. Mặt bên này. Đúng rồi. Đó. Đấy. Đẹp không? Đấy. Đây quý vị ơi, chúng ta nhìn chính diện cái cổng trông như là cổng. Cái cổng này gọi là cổng gì chú? Đấy, cái này gọi là cổng làng đấy. Cổng làng luôn ạ. Cổng làng ngày xưa đây là chú cũng cũng gọi là mô phỏng thôi. Chứ cũng không gọi là làm kỹ được như anh em. Dạ. Đấy, ví dụ như là chú là cho cái màu đỏ này là chú cứ kiểu mô phỏng tưởng tượng như là ngày xưa đường gạch mỗi rồi. Một đôi trai gái lấy nhau là phải nộp tiền để vỉa cái gạch nghiêng này. Vâng. Chú chỉ là mô phỏng. Thế là nhiều đôi trai gái lấy nhau thì là coi là sẽ đường sẽ được mở rộng dần dài ra nữa. Vâng. Nhưng người ta không có những nơi có điều kiện người ta lát tất cả ba đường đi, nhưng mà người không có điều kiện ta chỉ lát đường chính. Vâng. Đây chú mô phỏng là lát đường chính. Còn quê gọi là miền quê này vẫn đang nghèo tí đúng không? Vẫn tiếp tục chờ đợi. Thí dụ như Sơn Tây này là dưới Thọ Lộc là điển hình là vâng. Là cái câu chuyện này là có. Vâng. Đấy. Đôi trai gái lấy nhau là phải đóng tiền ra cho làng để lát gạch. Góp gạch. Vâng. Góp gạch. Vâng. Vâng. Đấy là mô phỏng thôi. Vâng. Đây chúng ta ngắm vâng. Cây giả này, kênh giả Yêu Cây khô. Giới thiệu với quý vị vâng. Và các bạn. Giả khô. Cây này nó khô luôn này. Vâng. Cái là bông tay của nó thì chưa ra thành công vì cũng mới có ý tưởng là làm lại bông tay vâng. Nên là chưa được đẹp. Không. Riêng bông tay ở với chú Nục khoảng 2 vâng. Năm thì nó ngon ngay vâng. Mà. Đúng không? Vâng. Nhưng mới cắt năm ngoái thì nó mới ra được cái nhánh này đang nuôi với đằng người dây. Chú ấy nên hình đẹp quá chú ạ, cổng làng. Cổng làng đứng đợi, đứng trông. Ai người thành đạt, ai không dám về. Rồi, năm nay, cả năm Tết năm nay cháu cũng không dám về quê chú ạ. Vì không có tiền về nộp. Nghèo. Không có tiền về nộp. Đây, chúng ta sang đến cái mặt chính. Đi quay mà cứ gặp chú Nục là không dám về quê luôn, quay cổng làng. Cổng làng đứng đợi đứng trông ai người thành đạt ai không dám về. Đẹp không chú? Nè chú này. Vâng. Nhìn đẹp không? Vâng. Đấy. Trông nó cổ kính. Đó đẹp. Chú ơi, cái này gọi là giếng làng à? Vâng, ngày xưa thì là gọi là cái giếng ấy, của làng á. Chứ có cái là cái phối cái tượng này nó chưa được đạt. Chưa tạo. Chứ còn cái tỷ lệ của cái giếng này với cái người này là nghe người bé hơn tí nữa. Đúng rồi. Không thì cô này cô nhảy xuống tắm phát là hết giếng luôn. Cô này thành như là cái nó lại là cái vải chứ không phải cái giếng. Đúng rồi.
gọi là thôi thì anh em thông cảm, nó là mô phỏng thôi. Có thể là chú làm khéo rồi đấy, đấy. Làm như một cái giếng cổ luôn quý vị, cổ lâu ngày lâu năm luôn, có cả cỏ mọc rồi, rêu mọc rồi. Chính là mình làm nhẵn thì lại không đẹp, đúng rồi đấy, cứ làm nó rối này lại đẹp. Mô phỏng là ở cái đường trên người ta bao giờ đặt một vỉa gạch nghiêng, ở dưới người ta xây gạch thường, nhưng mà do mưa lâu năm quá thì nó xói hết vào cả cái mạch vữa, thì mình không cho đầy. Đấy là tưởng tượng thế. Có thể có những chỗ có cái đục cho nó sứt đi, là ở thế là ủi nó lâu năm quá nó mới thế, gạch nó phải vỡ nữa. Vỡ tí, mòn một tí đúng không? Vâng đấy. Thế nhưng thôi thì mình cứ tưởng tượng coi là hồi thôn đến đâu thì thổi. Đường nàng quý vị ạ. Cổng nàng. Đây là toàn bằng bộ bằng gạch ấy. Vâng. Toàn gạch ấy. Thì những cái phần gắn vào liên kết với nhau là bằng bằng xi măng thôi. Còn toàn bằng gạch. Chú làm tỉ mỉ lắm nhỉ. Gạch ấy, gạch cắt ra đấy. Trong cái màn này tổng tổng thể của cây cũng rất là có hồn quý vị nhé. Vâng. Đây em zoom ra để quý vị nhìn. Cái tác phẩm này chú giao lưu nào chú? Tác phẩm này thì giao lưu với giá bình thường là 11 triệu. 11 triệu. Vâng. Vì bông tay của nó chưa đạt, cái cây bông tay đẹp thì lên nhiều tiền. Vâng. Hai năm sau quay lại nữa thì vâng, cái tác phẩm này lên nó tiền lại một cái câu chuyện khác, bởi vì cái cổng nó cổ đi. Vâng. Cổng cái đường nàng nó cổ đi. Nó lại hai khác. Bạn nào mà thích thì vừa về làm tiếp phần tay thì, vâng, thì sau lại càng có công. Vâng. Chú cháu nha, sẽ sang đến một cái cây ở cạnh bên này. Vâng. Đây là một cây xanh ký đá. Đây là phần cây của chú ký đá đúng không? Vâng. Chú bỏ cho cháu cái chậu này. Đấy. Chỉ cần thế thôi ạ. Vâng. Vườn của chú Nục thì cũng là vườn nghệ nhân làm nên cũng nhiều cây. Cây để chú biết. Vâng. Vì nó chưa bày trí, nó còn mới làm nhà nên là để lung tung, diễn đạt được cái ngắn. Rồi, thực ra nhiều lúc cái cây to mỗi lần một chuyển ngại. Rồi nó cứ để nằm một đâu nó... Nếu mà muốn đẹp là phải xếp nó có quy củ. Cây này của chú cũng già này. Vâng. Các bạn này chú Lục đi nhiều nên tìm được nhiều cái cây này trước cây mua của anh em nó đưa đá vào rồi nhưng mình không thích, mình phá bỏ. Xong chú ký lại đúng không ạ? Vâng, ký lại. Cây này cũng nếu mà xong cũng có hồn phết đấy chú ạ. Vâng. Có phần còn cái má bên kia của nó có những cái u sần lên đẹp lắm này bên kia. Dạ đấy. Vâng. Để cho sang xem có quay được không, vì là nó cũng hơi vâng. Hơi bị ấy. Hơi bị vướng. À đây. Đấy. Đấy. Ôi. À. Rồi. Đấy. Đấy. Bên này trông lục lạc chú ạ. Nha. Yeah. Bên này nó nhiều cái u sần đấy. Đây, đây đẹp. Đấy, đây, nhìn chỗ này rất là đẹp. Đấy, người chạy. Cái mặt bên này đẹp đấy. Ừ, đẹp mà. Bên này đẹp. Chất lá cũng được đúng không? Vâng. Xanh quê đá đẹp. Vâng. Cái này chú giao lưu nào chú? Cái này 15 triệu. 15 triệu. Vâng. Một tác phẩm. Cái đường ngoại của nó đẹp chứ. Đấy, một trực một hoành nó đẹp. Ừ, bay cây. Cái này là để chỗ đúng cái điểm ngắm là đẹp, tổng bóng đẹp. Giờ nó cây cối đây chú còn có một cái cây cổ mà sáng này cháu vừa mới ngắm đây. Đây, đây cái cây đây, cây vắt này chú này. À cây đấy, cây trực hoành này. Trực hoành rất là đẹp. Hành này cây này thì già rồi. Cây già. Cây này thì lá đẹp đúng chú. Cây này mình cứ tưởng là như là nhiều lúc cũng tưởng như là lá móng. Anh em thì có người bảo lá móng, người bảo xanh quê, quê đã đẹp. Thì mà cứ thôi cứ là xanh quê đi. Kể cả xanh Nam Điền thì xanh Nam Điền cũng là xanh quê ở Nam Điền. Đúng chú? Vâng. Cây này rất già rồi quý vị nhé. Già. Đây này, nếu nhìn kỹ thì có cái hay ở chỗ này là hai thân nhưng mà lại có một cái rễ này nó kéo cái thân này lại. Vâng. Nó cảm giác như là một đôi
đôi vợ chồng con, đang coi là có cái tình cảm. Chất lá, lá nó là lá trái tim quý vị ạ. Trái tim. Cây này chú giao lưu nào ạ? Cây này thì giá nó cũng rẻ rồi. Nó vì là cây này thì nó giá tới 7 triệu. 7 triệu vâng. Và... cháu xin cảm ơn chú Lục. Và... mặc dù ngày Tết đến xuân về là thay cái chậu. Phải thay cái chậu đẹp thế thì nó cũng được. Đương nhiên rồi, chú phải để lại nước cho chúng cháu làm đi. Chú cứ làm đẹp hết thì về làm gì còn nước làm nữa đúng không? Vâng. Xin cảm ơn cảm ơn yêu cây, cảm ơn tất cả các bạn. Bớt chút thời gian giao lưu với kênh yêu cây. Ủng hộ cho kênh yêu cây. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.